Và có những khúc đi qua những khối đá cao dựng đứng sừng sững mà có cảm giác như là thiên nhiên thật là hùng vĩ và lớn lao. Mà còn nhìn lại mình thì có chút ép à. Đúng là cảnh thì sinh tình, còn người thì mê lo chạy đèo nè. Ông được biết đến với rất nhiều mối tình và nhiều người phụ nữ khác nhau, để lại nhiều dấu ấn trong văn thơ của ông. Nhưng tiếc thay, đến phút cuối cùng thì chỉ có mình ông trên giường bệnh. Hello mọi người, quay trở lại với kênh của mình nha. Và sau chuyến Sài Gòn Nha Trang hôm qua hơn tầm khoảng 400 cây á, thì ta nói về ngủ ngon quá trời bãi đất luôn. Và rất là may là mình không có nằm mơ thấy con quần bò nào trơn trọi á. Hên ghê ha. Sáng hôm nay dậy mình còn thảnh thơi đi dạo biển nè, rồi ghé làm dĩa cơm ở chỗ bà Út Cơm Gà nha. Mà tiệm cơm này thì nằm ở số 52 Dây Xin, cho mấy ông nào muốn trải nghiệm nha. Gà ở đây sơ bộ thì mình thấy ăn cũng được, dai dai cũng khá là ngon. Đặc biệt là cái phần sốt trứng ở đây cũng khá là thương hiệu nè. Nói chung là cũng khá là ổn áp, như này thì chắc chắn là sẽ đủ sức cho tour ra Quy Nhơn rồi nè. Chặng hôm nay thì mình sẽ chạy từ Nha Trang và ra Quy Nhơn nha mọi người. Trước đó thì mình có đăng một clip về chặng đường mình chạy ở đèo Cả ra Quy Nhơn ở một cái dạng mít thu và nói trực tiếp như là vậy nè. Mình đang nói với một cái tâm thế là lần đầu mình chạy cái đèo luôn nha. Lần đầu thiệt mình mới chạy cái đèo này lần đầu tiên nè. Những cái clip như vậy thì mình muốn giữ lại những cái cảnh video đẹp và những cảm xúc thật của bản thân, như là kiểu kỷ niệm chuyến đi vậy đó. Nên là bạn nào cảm thấy nó dở ẹt thì có thể chuyển sang xem dạng này nha. Đồng thời thì tour Sài Gòn Huế kỳ này thì mình cũng sẽ edit song hành giữa hai dạng vlog, giữa mic check trực tiếp và edit giống như thế này cho mọi người tiện theo dõi nha. Rồi thôi thì quay lại dĩa cơm gà 52 dây xin nè. Thì sau khi mà nó nê rồi thì mình cũng tranh thủ dạo một vòng quanh ở thành phố Nha Trang trước khi trả phòng và ra Quy Nhơn. Nói một xíu về Nha Trang thì Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam nha. Trước đây thì vùng đất ở Nha Trang vốn thuộc về Chiêm Thành. Chiêm Thành là tên gọi của Vương quốc Chăm Ba khi đó nha mọi người. Do đó thì cái di tích của những người Chăm vẫn còn tồn tại khá là nhiều nơi ở Nha Trang, ví dụ như là tháp Bà Bonaga nè. Nha Trang được công nhận là đô thị loại 1 và được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Đông. Biển Ngọc Xanh vì là có giá trị về thiên nhiên, vẻ đẹp cũng như là khí hậu của nó. Đó, nghe khá là xịn sò chưa? Rồi mà thôi biết được nhiêu đây được rồi ha. Giờ lo trả phòng rồi đi thôi kẻo muộn nè. Mình chọn đường tắt ra đèo Lương Sơn, đi vòng qua biển rồi mới quay lại quốc lộ 1A nha. Còn lý do thì chắc chắn ai cũng biết là mình bị ghiền mấy cái đường đèo ven biển đó. Có vậy thôi à. Đó, nhờ đi mấy cái đường ven ven biển như nào mình mới thấy được mấy cái cảnh tàu biển thuyền thúng nhiều vậy nè. Nhìn thôi đã thấy ngợp luôn rồi thì chắc chắn là không có con cá nào mà thoát nổi rồi ha. Thiệt chứ mấy ông nào mà thèm mùi biển á, mình ra đây hít một hơi là bao phê luôn nha. Cái đường ở khúc Phan Thiết ra Nha Trang nó đã bao nhiêu thì từ cái khúc mà Nha Trang ra Quy Nhơn thì nó lại ê bấy nhiêu nè. Đường ở khu vực này thì đa số bị lún nhiều và chắp vá cũng không có ít, nên là có mấy đoạn chạy nhanh cũng rất là khó nha. Hey, ta nói đường thì cũng vắng xe đẹp đẽ đó, nhưng mà được mỗi cái dằn thôi. Qua được đoạn đường lòi lõm kia rồi thì tới đây nó phẳng phẳng hơn rồi nè. Mà sao lại có con bò đi rong chơi lung tung vậy nè. Nhìn kỹ thì đúng là như kiểu chán đời đó. Thôi đi vô đi ông ơi. Tới đoạn này thì gặp mấy anh thần tự do nè. Chắc mấy ông chỉ hứng thú với mấy ông xe ben xe tải mà thôi. Có những đoạn mình chạy qua thì chỉ thấy những toàn là bò, rồi xung quanh thì chỉ toàn là dừa thôi. Đúng là hôm nay mình có duyên với mấy con bò thiệt ha. Mà tới khúc hầm Cổ Mã thì mọi người nhớ để ý đoạn này nha. Nhớ là vòng qua bên phải đi chứ không cho xe máy chạy thẳng như cha nội kia nha. Đó, nhìn cái là ối rồi ôi luôn. Đây là nhân vật chính cho cung đường ngày hôm nay, đó là anh Đèo Cả này nha. Đèo Cả là một trong những ngọn đèo lớn và hiểm trở tại khu vực miền Trung với một độ cao 333m, dài 12 cây số, cắt ngang qua dãy núi Đại Lãnh giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đỉnh đèo nằm ở thôn Vũng Rô và thuộc xã Đông Hòa, Phú Yên nha. Ngoài cái tên Đèo Cả ra thì đèo còn có một cái tên khác, đó là Đèo Kịch. Đây là cái tên nhân gian mà hồi trước từ mới lúc xuất bản của cái đèo này thì các cụ nó đã gọi vậy rồi. Nghe thì cũng cục kịch ghê nơi á. Và nơi đây từng là ranh giới giữa các nước Đại Việt và Chiêm Thành. Khi mà vua Lê tiến vào thì cũng phải e ngại dừng lại vì địa hình ở đây khá là hiểm trở và nguy hiểm nha. Ông dựng lại một căn cứ và đặt tên ở đây là Hoa Anh. Trong suốt thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 16 thì Đèo Cả là nơi tranh chấp giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Vào những năm 1771 đến năm 1802 thì nhiều cuộc giao chiến giữa chú Nguyễn Ánh và anh em nhà Tây Sơn cũng đã xảy ra tại đây. Còn giao chiến như thế nào thì mọi người tìm hiểu sâu thêm ha. Sơ bộ sử thi vậy là đủ rồi. Giờ thì lo chạy và tận hưởng thôi nè. Cảm nhận đầu tiên của mình trên cung đường đèo này thì chỉ có thể nói là tuyệt vời thôi.
Với một người thích biển cũng như là đam mê chạy đường đèo như mình thì một khi đã có cả hai cùng một lúc như thế này thì không còn diễn tả như thế nào được hơn. Đường ở đèo cả thì hầu như không bao giờ thẳng, cứ uốn lượn đủ hình dáng, có những đoạn mà mình chạy cảm giác giống như là chiếc xe mình không thể nào dựng lên được. Hết nghiêng qua bên trái rồi ẹo qua bên phải, tính ra thì cũng chóng mặt thiệt đó. Thần kinh ông nào mà có yếu yếu thì nhớ mang theo túi chống ói cái nha. Và có những khúc đi qua những khối đá cao dựng đứng sừng sững và có cảm giác như là thiên nhiên thật là hùng vĩ và lớn lao. Mà còn nhìn lại mình thì có chút ép à. Đúng là cảnh thì sinh tình, còn người thì mê lo chạy đèo nè. Cảnh vật ở đây thì hùng vĩ, đẹp thật đó, nhưng mà cũng không kèm độ hiểm trở và nguy hiểm ở đây nha. Thế nên khi chạy ở những cung đường đèo như thế này thì mọi người cố gắng tập trung và giữ vững tay lái nha. Nếu như mình chạy trọn vẹn cung đường ở đèo cả thì sẽ dẫn ra ngoài quốc lộ 1A nha mọi người. Nhưng sau khi mà hoàn thành cung đường này rồi á, thì mình quyết định sẽ quay lại và chọn cung đường quốc lộ 29 để dẫn ra khu Bè Nổi ở Vịnh Vũng Rô và chạy thẳng ra hướng Hải Đăng, khu Đại Lãnh. Nếu mà chạy ra Quy Nhơn thì mọi người đừng bỏ qua cái cung đường này nha. Trên Google Maps thì cũng có hẳn cái tên là cung đường biển đẹp nhất Phú Yên. Thấy là uy tín rồi đúng không? Mà đúng là uy tín thiệt, khúc này thì mình để cho mọi người tự cảm nhận nha. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chạy đã hết đoạn đường biển rồi thì giờ là đến khúc toàn là cát. Nhìn thì tự tự như là khu Bầu Trắng ở Phan Thiết á mọi người. Nếu để một chút thì ở khu vực này thì mình thấy nhà người dân ở đây toàn lợp ngói cam hết một vùng luôn. Và theo như mình nghĩ thì chắc có lẽ khí hậu ở đây khô và nóng nên là người ta mới làm như vậy. Lịch trình hôm nay thì mình chỉ có thể chạy ngang qua thành phố Tuy Hòa thôi, chứ không có dịp ở lại và vui chơi sâu hơn. Thế nên là hẹn thành phố Tuy Hòa lại ở một ngày không xa nha. Rồi thì ta nói chạy xe thì sướng lắm nha, nhưng đến khúc này thì cái lòng đau như cắt luôn. Xe này thì mỗi lần mình đổ được hầu như trên 200.000. Mà quan trọng ở chỗ là dạo này giá xăng giảm nhẹ gần khoảng 30.000 một lít nữa. Đó vậy còn nhìn thêm cảnh em trai này mới ra nghề nữa chứ. Thiệt là muốn trầm cảm thiệt sự. Khổ quá mà. Thôi thì cũng ráng cho qua rồi chạy tiếp nào. Đoạn đường còn lại thì cơ bản thì cũng êm ái hơn, bớt dằn hơn những cái đoạn đường trước. Lại còn được chạy thêm cái đoạn đường giáp biển đẹp đẹp này trước khi dẫn vào thành phố Quy Nhơn. Từ khúc này thì chị Google bắt mình chạy vào cái khúc đường hẹp này nha. Mình nhìn lại trên bản đồ thì tên đường là Mộng Cầm, cái mình thiết nghĩ là không biết đoạn đường này có liên quan gì đến ông Hàn Mặc Tử không ha. Mà đúng thiệt là đường này dẫn ra mộ Hàn Mặc Tử luôn nha mọi người. Rồi thì cuối cùng thì mình cũng đến thành phố Quy Nhơn, cũng chỉ mới khoảng 4 giờ kém. Thế là mình đến nhận phòng rồi ra tắm biển cho đã ha. Mình đi vào tháng 4 và không biết làm sao thì tắm lại gặp bọn sứa biển khá là nhiều. Ban đầu thì mình bơi đạp trúng tụi nó và tưởng đụng cái con gì mà cảm giác như muốn rợn hết cả người. Tới lúc mà cảm thấy ngứa ngứa rồi mới thấy ảnh lềm bềnh trên mặt biển. Ơi, này giờ đúng là tắm biển của cùng yên với mấy huynh mà. Thế nên là tối đến thì mình quyết định đi dạo dạo ở thành phố Quy Nhơn rồi tìm quán bún cá ăn lại mấy miếng sứa nó cho bỏ ghét nè. Con này thì nhai cho vui miệng chứ thực sự là có mùi vị gì đâu.
đúng là hờn. À, mà tô bún cá thập cẩm ở đây thì có giá 45.000, và mình kể cho đứa bạn nó sống ở đây thì nó bảo ăn vậy thì khá là mắc rồi, nhưng mà theo mình thì như thế cũng tạm là ổn. Rồi thì dần dần bụng một xíu rồi mình lại lạng thêm vào khu ẩm thực. Khu ở đây bán nhiều loại đặc sản bánh trái dùng để làm quà biếu, như là bánh ít lá gai, bánh hồng, bánh tráng, bánh cơm hay là bánh su xê, rồi lại thêm hải sản khô và có cả rượu bầu đá nữa, thêm cả bánh khọt, bánh xèo và bò lụi. Mình ăn qua thì cũng thấy khá là ngon, nhất là món bò rất là thơm và mềm. Nói đây rồi thì ghé làm nhẹ ly sinh tố tráng miệng ha. Tới Quy Nhơn thì mọi người có thể đi dạo ở bờ biển, rồi đi dạo ở trung tâm thành phố, ăn vặt hoặc ra ngoài chỗ quảng trường. Khu vực này thì tập trung khá là nhiều bạn trẻ nha. Hay là có thể check in ở khu tượng đài. Rồi thì đến đây mình đi dạo mua một ít đồ và về phòng nghỉ sớm. Đúng là không có gì sướng bằng mấy hôm mình chạy tour xa rồi tối nằm xuống ngủ thì cảm giác khá là vô mốt luôn. Sáng hôm sau thì mình chạy qua khu eo gió chơi. Trên đường thì mình có đi qua cái cầu Thị Nại. Cầu Thị Nại hay là cầu Nhân Hội nối từ thành phố Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai, dài gần 7 cây số nha. Chính xác hơn thì phần chính cây cầu á, dài chỉ có 2.477 m thôi và rộng tầm 14.5 m. Cầu gồm 14 nhịp và khẩu độ của mỗi nhịp là 120 m, và tính luôn cả phần hệ thống đường dẫn thì cầu dài tổng cộng là khoảng 6.960 m nha. Nhìn chung thì mình chạy trên cây cầu này có cảm giác cũng khá là đẹp đó. Ở giữa hôm mình đi thì cũng ít khách du lịch và cũng không phải mua vé gì thêm nha. Sở dĩ ở đây được gọi là eo gió hay là eo cửa gió vì đây là một cửa eo nhỏ mà đứng từ trên cao để dễ dàng nhìn thấy hai dãy núi đá cong hình vòng cung ôm lấy một góc biển khơi trông tựa như một cái phễu. Ngoài những dốc đá cao và eo biển hẹp thì ở đây qua quá trình phong hóa của gió biển đã tạo nên được 19 hang yến với những cái tên rất là ngộ nghĩnh như là hang Kỳ Co, hang Ba Ngé, hang Dơi và hang Sức Khỏe. Cũng nhờ vì vậy mà bán đảo Phương Mai đã trở thành một địa phương có nhiều hang chim yến đứng thứ hai ở nước ta, chỉ sau mỗi Nha Trang mà thôi. Rồi thì cũng lỡ đến đây thì chụp một tấm hình kỷ niệm rồi đi thôi. Đoạn đường về thì mình có vòng qua mộ Hàn Mặc Tử, và chắc có lẽ nhiều người ở đây cũng sẽ biết đến tài thơ ca của ông. Ông là người khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại tại Việt Nam. Thơ của ông có thể bán bất cứ mọi thứ và trăng ở đây cũng không ngoại lệ. Đồ vậy thôi chứ thơ của ông như là một di sản vô cùng quý báu với nhiều câu thơ kỳ diệu, có thể xếp vào hàng hay nhất của thi ca Việt Nam. Và có thể trong số chúng ta đã từng nghe loáng thoáng qua đoạn thơ: mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Hoặc là một đoạn thơ đặc biệt: ta rút linh hồn giữa lúc đây, giữa sầu vô vạn núi trong cây, còn em sao chẳng hay gì cả, xin để tan anh đến vạn ngày. Đây cũng là đoạn thơ được tiên tri về cuộc đời của ông dưới căn bệnh phong quái ác thời đó. Khi đó vì thành kiến sai lầm rằng đây là một căn bệnh truyền nhiễm nên là bệnh nhân thường bị hắt hủi và cách ly hoặc xa lánh. Và tất nhiên Hàn Mặc Tử cũng không là ngoại lệ. Đúng hơn thì bệnh phong không phải là một căn bệnh có thể làm chết người một cách nhanh chóng. Đó là căn bệnh chủ yếu chỉ làm cho con người ta bị tàn phế mà thôi. Một bệnh nhân cùng nhập viện với Hàn Mặc Tử tên là Nguyễn Văn C vẫn tiếp tục sống thêm 50 năm nữa sau khi ông qua đời. Bác sĩ điều trị cho ông trách gia đình Hàn Mặc Tử không đưa ông đi trại phong sớm. Ông cho rằng Hàn Mặc Tử qua đời là do nội tạng hư hỏng quá nhanh vì uống quá nhiều thuốc tạp nham của Lang Băm trước khi mà nhập viện Uy Hòa. Rạng sáng ngày 11 tháng 11 năm 1940, tại đây thì ông đã qua đời vì chứng kiết lỵ khi chỉ mới bước sang tuổi 28. Cuộc đời của Hàn Mặc Tử có duyên với bốn chữ Bình, sinh tại Quảng Bình, làm báo ở Tân Bình, có người yêu ở Bình Thuận và mất tại Bình Định. Ông được biết đến với rất nhiều mối tình và nhiều người phụ nữ khác nhau, để lại nhiều dấu ấn trong văn thơ của ông. Nhưng tiếc thay, đến phút cuối cùng thì chỉ có mình ông trên giường bệnh. Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ, đời anh lưu lạc từ bao giờ, đi 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 mãi nơi vô định, tìm cái phi thường cái ước mơ. Có lẽ đây là đoạn thơ của ông mà mình cảm thấy rất thích vì khá là giống trong chuyến đi của mình hôm nay. Rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết chặng đường Nha Trang và Quy Nhơn của mình. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích đến cho mọi người hơn. Và tất nhiên là hẹn gặp lại mọi người trong chặng đường tiếp theo từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng nha. Bye bye. Đừng quên like và đăng ký kênh nha. Peace.